Ok, hello tất cả anh em nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao áo mình muốn gửi đến cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bài về format Expanded, đó là bài về Machamp VMAX nha. Ok, nếu qua nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ sử dụng ba Machamp V. Thì nếu như chúng ta đi sâu chúng ta vẫn có thể dùng áo này đánh nha. Thì áo này sẽ gây được 100 sát thương nếu như ban chúng ta có Pokemon có đam cao tờ đấy, thì sở hữu Pokemon ở ban có đam cao tờ rất là dễ dàng với Gengar đấy. Khi này ở ban thì mình có thể lôi này từ ban lên à, từ khi này ở dưới mộ mình có thể lôi em nó từ mộ là ở dưới mộ lên ban đấy và put ba đam cao tờ lên em này. Thì khi em này có đam cao tờ ấy thì nó đã thỏa mãn điều kiện của Machamp V rồi, thì Machamp V có thể đánh 100 sát thương nếu như bên chúng ta có Pokemon có đang cao tờ. Và chúng ta sẽ sử dụng năng lực đặc biệt để mà tăng sát thương nha. Strong Energy tăng thêm 20 sát thương cho Pokemon hệ giác đấu. Và chỉ có thể đánh cho Pokemon hệ giác đấu thôi, đánh cho hệ khác là bị bỏ đi. Đấy, như vậy chúng ta sẽ được 120 sát thương. Đan Si sẽ tăng 20 nên là 140. À, nếu gặp Vi chúng ta đánh cái xoay béo thì tăng thành 107. Pokemon tất cả Pokemon khác thì dùng Muscle Band tăng 20 là 106 107. Nếu chúng ta chưa sử dụng Sunbuster thì xài thêm là này tăng thêm 30 sát thương nữa là 200 sát thương trên đầu, khá là đau. Nhưng với điều kiện là gì? Chúng ta đi sau thì những thì em Mai sẽ phải ở bên nha. Sau đó mình đến một năng lượng giác đấu và sử dụng Tapu Koko đến hai năng lượng điện tới dưới mộ và hai Pokemon ở bên nha. Và chúng ta đã có đủ hai năng lượng để lên đấm đối thủ rồi. Và nếu là tên đầu thì đối thủ chưa lên VMAX đâu, còn nếu như đối thủ có VMAX thì mình có em này nha, tăng thêm 30 sát thương khi đánh vào active mà là VMAX. Rồi, dạng VMAX của chúng ta sẽ là gì? Movie đầu tiên cũng tương tự thôi, nếu bên chúng ta có đang có tờ thì đòn đánh sẽ thành 220. Còn Movie 2 thì gây 240 và không thể dùng đòn này trong lượt tiếp theo. Ok, nhất chi giết thì giúp cho Machamp VMAX chúng ta không bị quýt địch bởi hệ Psychic. Có 3 lần giết thì mình dùng giết của em này nha để mà đối thủ không thể tấn công trong một lượt. Không thể tấn công năng lượng tiếp theo. Còn là những lá quen thuộc thôi, không có lá gì lạ lẫm cả. Có lá này thì dùng để đánh xuyên qua mọi hiệu ứng nha. Ví dụ như là DCY chặn đan từ Vi với diệt thì dùng nó này đập xuyên quá đối thủ có tăng giá thì cũng xuyên nốt luôn. Ok, chúng ta cùng vào với sức. Đây là một vài trận đấu để ta xem sức mạnh của bộ bài này sẽ như thế nào nha. Ok, đi trước đi. Nếu mình là mục đích đi sau thì mình lỗ thôi chứ cũng có gì đâu. Ái chà, miêu tăng à. Đến sau đến năng lượng rồi mình Dana cũng được. Cần có chẳng đam từ Pokemon V. Không phải là mục đích control. Mình sử dụng Miêu Tăng với là nhớ sẽ được bốc bài, còn lại là control đó. Ê, có năng lượng rồng không? Có luôn á trời. Nhà cũng căng thẳng phết đấy nhờ. Để xem mình có
Ok, có Ranger. Kéo lên. Đến chỗ cái flash spawn. Bỏ ra bằng ơi. Chế an toàn thôi nha. Lần sau đấm tiếp cũng được. Bây giờ mình chính có 130 sát thương à. Cũng không thấy gọi là đau lắm. Ồ, Malolana. Rồi có xài hay không? Hay là Ghost Mahala? Vừa đã Ghost Mahala rồi. Yamagenta. Đúng luôn. Mà sao không giữ Yamagenta lại vậy? À, dùng em cừu kia đánh mình. Anh dùng em bò sữa đấm mình đúng không? Không luôn. Đến lần này mà dây xiềng. Ok. Vậy mình Guzma thôi. Cái dùng em bộ kia để tăng nữa ta. Sara 220 nó lên VMAX đúng không? Mình có cái năng lượng nữa rồi mà lên 240. Chứ đang gốc là 220 rồi. Ok hết, đẩy em đó lên thì mình có cái lá Fel Bear. Chúng ta vẫn còn Sky Field. Lấy lại mấy em này đi. Sau đó mình draw tiếp bằng mấy em đó.
Lão này lão. Ok, và trận đấu kết thúc rồi. Kết thúc chưa ta? Một năng lượng nữa. Raihan mình có không ta? Không có Raihan. Cũng không có tuôn luôn. Ok, một trận thắng rất là dễ dàng. Chúng ta đến với đối thủ tiếp theo nào. Yo, đối thủ của chúng ta. Thua rồi, mình đi trước chăng? Rồi đi sau. Đi sau thì mắc năng của chúng ta sẽ là 170. Ui đất chi gì là vậy? Có phải là cái đất em hải cẩu không không ta? Không phải. À, đất này thì yếu. Mình vẫn cân được. Một trăm Banshee si trăm hai năng lượng trăm tư tuôn là trăm bảy cũng không có cách nào để mà tăng thêm sắc thêm được cả ngoài trừ sử dụng cái lá số master tăng 30 mà vẫn không đủ quanh hit KO được Vokarona. Nó còn cần cả một Flash đặt hết đi cho bài nó mỏng bớt. Đây rồi, đây rồi. Anh thủ mà draw cháy cháy máy thôi. Muscle band chứ không phải soy band, vì vậy mà
xoay beo chứ. Vì vậy mà đam thiếu 10 và cũng không có năng lượng đặc biệt thay vì năng lượng thường. Mấy lá này phế hết rồi. Xăng nó lên để bỏ đèn nè, robot các thứ đi. Rồi mình tái tạo lại. Sáng thì làm cho hai bên không có thể tình thôi, mà nó cũng chả quan trọng lắm đâu. Thực ra nếu các bạn để ý thì cái hệ nhắc đấu là cái hệ bị reset tình nhiều nhất, nào là hệ bóng đêm, hệ bay, anh nhầm, hệ circuit với hệ bay đó. Ui giời ơi, tôi tính làm vậy để thí cho Vocarona đó. Bài đó thì mình biết thừa rồi. Nếu chúng ta chết thì chúng ta vẫn còn rái hán. Tầm này đứa hụt bridge rồi. Một đối thủ rất là dễ sơi. Vô đối thủ tiếp theo nào. Ok. Sạch. Trời ơi là trời. Đứa thú thể thường không biết đất gì ta, Lugia trắng hay là Blitzy Lugia rồi. Ok, không biết đối thủ có Wally hay không. Ây da, mới nói hệ bay lần này mình bị reset tình luôn. Căng thẳng ta ơi. Con nét KO được Luya vi không ta? Vi thì có thể, Vista thì không biết đủ đam hay không. Đen rồi, on in trong tên này chăng? Kiếm qua ly rồi đấm mình. Lấy hai prize. Ở em này thì thường cho nên đối thủ sợ bị đấm chết bởi quýt nịt hai năng lượng ở dưới mộ rồi. Chứ kiểu Wally thì toàn luôn.
220. Mình nghĩ vẫn đấm được. Thì kiếm được Flaston, còn không thì Gusma cũng được. Gusma thì đỡ Dana phải retreat đi. Resistance tầng 30 này, là em này 250. Mình đánh được bao nhiêu? 80 với 104 là 220. 220 với 60. 40 là 206. Ok. Việc cần làm là kéo Gengar thôi. Chắc phải đen neo cử nó bắt để kiếm thêm bài. Ui, mất một cái Special Charge mà vẫn còn 4 năng lượng ở dưới mộ. Là cũng toang đấy. Ok. Ok, đối thủ tiếp theo của chúng ta thua rồi, mình muốn đi trước. Liệu có được hay không? Ây da, không được rồi. Chúng ta cũng có thể đấm được. Đối thủ cũng có VMAX luôn. Chỉ cần kiếm được Better Confessor là ngon. Nó nhiều sân thế. Ui giời ơi, phải có Gengar nữa. Không cần đâu. Ok, bài đẹp nè. Chỉ tiếc là mình chỉ có một năng lượng thôi. Sát thương tên đầu tiên rất là mạnh, có đối thủ hấp hối rồi. Vô đối thủ tiếp theo nè. Hình như người Trung Quốc à. Á già không ngon lắm nhỉ.
Lexi V, ok. Cặp mình là Whitney luôn. Hy vọng đối thủ không có In Hand Hammer. Rồi chúng ta cùng chờ xem đối thủ múa nè. Ây da, lại boss rồi. Nếu mình có Frost Stone mà. Như không rồi. Đen nha, chứ mình không muốn mất khiên của Đen nè, không muốn mất hai khiên. Ui, nhờ đối thủ đấm mình mà mình có đam cao tờ ở bên. Tầm tám hơi thổ. Năm phút hai trận win rất là nhanh. Ok, đối thủ tiếp theo nào. Vô đối thủ của chúng ta. Thua thì không được đi trước rồi. À, vẫn được đi trước khá là hên. Bài cũng đẹp. Có thể bỏ được ngân nga xuất mộ tên sau của quậy lên. Đối thủ sẽ không sử dụng đến vi mắt rồi, vì vậy mình như này là ok. Tôi sao đấm cũng rất thốn đấy. Thank you.
Ok, và mọi thứ kết thúc rồi. Chỉ có một cái năng lượng đặc biệt thôi, khá là đen. Mình sẽ cố gắng kiếm được nó trong tên này để đạt được lượng sát thương tối đa. Chỉ có đen thôi chứ không có robot. Chiều rồi, tăng được 20 sát thương nữa.